mà một con đá ăn hai cái. Thủ thủ mà ở Công An phải không? Khánh Hội U Minh Cà Mau. Ở Khánh Hội hả? Dạ. Con ăn tại nhiều thủ á, tham du tên ghi tên thủ không à? Ở cái dạng mà bo đều tốt hết không con, trước con sau á? Cái bo tốt, nhưng giờ đá được cái bo tốt, giữ được bo chứ không thôi thua thế mẹ. Dạ năm nay không có hay gà hay anh ơi. Dạ, ngày qua lụm được hai, một em mà đi lụm được hai cái vậy là cũng là ngon rồi. Dạ mà có cái gà mình nó không hay. Ok, không được hay lắm thì mình nhờ ông Phan Giết Người xe bom lom kéo lên cũng lụm lúa hả? Dạ, mà mình nhát tay. À, em nhát tay không giống đá lớn hả? Dạ không có đá lớn. Mẹ tính ra là tính năm nay chắc là mần thịt nếu gà này ăn Tết đã rồi. Sao vậy, mần bỏ hả? Hiện giờ gần cả chục con đá có bán cũng không được, mà đá cũng không dám đá nữa. Người sao hổm đá cũng hết chín con. Là lúc cái lúc chín con đó là em có lấy cái thằng Giết Người xe lom về chơi chưa? Không. Rồi thì anh em mình cũng nghe một cái đoạn chia sẻ của một em ở Cà Mau. Nói chung là cái mẻ gà không ổn lắm nha, nhưng mà cũng nhờ Giết Người C35 thì làm được hai nháy nha. Còn chín em trước đều thất bại do không có xài Giết Người C35 nghe anh em.